Bao nhiêu lâu rồi mình không lên sóng, chỉ vì cái cổ họng ra Tết một cái là nó đang có vấn đề. Mà hôm nay thì cũng không chắc không nói to được. Thì mình chỉ muốn chia sẻ tiếp để cho chị em mình tranh thủ, để bây giờ vẫn còn đang là thời tiết nó vẫn còn đang se se lạnh ấy thì vẫn mặc được. Bởi vì đến giờ phút này thì mình thấy là năm nay ấy, phải nói là cực kỳ may mắn. Bởi vì không hiểu sao chỉ một cái mẫu áo bomber, bây giờ mình vẫn muốn nói đến cái bomber. Bởi vì hiện tại bây giờ mình chỉ còn một số cái ấy, thì mình cũng chia sẻ cho chị em để tham khảo nốt, và ai có nhu cầu thì vẫn có thể mua nốt thôi nhé. Vì là nó không còn nhiều để mình chia sẻ nốt cho chị em, vì đến ngày hôm nay thì chị em vẫn yêu thích bomber và bây giờ vẫn đang đặt áo bomber, và mình vẫn đang may áo bomber nốt cho khách hàng. Và bây giờ chỉ còn một số những cái mẫu, chỉ còn mỗi size M thôi. Và cái size M áo bomber này thì nó sẽ dành cho những chị em dưới 54 cân mặc vừa. Còn những người nào mà nhiều cân hơn thì chắc là không mặc được. Thì chỉ còn một số vải bây giờ thì nó sẽ không còn nhiều, nó chỉ còn tí xíu. Nếu như mà chẳng may mà còn cái gì có thể may được thì chị em mới có thể đặt theo số đo thôi. Còn lại thì là bây giờ mình chỉ còn mỗi size M để mình chia sẻ nốt cho chị em mình. Nhưng phải nói là tại sao mình thấy mọi người thích mặc bomber ấy, bởi vì cái tính tiện lợi của nó. Mà mình mặc, khi mà mình mặc áo bomber thì mình kết hợp với rất là nhiều nhiều cái dạng bên dưới, kể cả mình mặc quần, mình mặc chân váy bút chì dáng dài, hay mình mặc chân váy dáng ngắn, chân váy chữ A dáng ngắn, hay là mặc mặc quần short đều rất là ok. Thì mình đi chơi hay là đi làm môi trường công sở cũng rất là ok. Ví dụ như mình đang mặc cái chân váy bút chì dài như này đi, hơi suông, thì mặc lên cũng rất là xinh, không phải là khó mặc. Cho nên là mình thấy là đây là mình mặc chân bút chì lên cho chị em mình tham khảo trước. Hiện tại em áo bomber này là màu kem ấy, chất nhung tâm, nó nhẹ nhàng, nó không dày, vừa phải với cái thời tiết bây giờ. Bây giờ là đang cái thời tiết này rất là vừa và dễ mặc. Tầm này mới chỉ có tầm khoảng 20 độ ạ. Trên dưới 20 độ thì cái chất liệu này mặc là rất là vừa nhá. Rất là vừa. Có những nơi nhiệt độ vẫn thấp hơn, cho nên là chị em vẫn có thể cả mặc những cái dòng áo bomber dạ tăm, những cái dòng dạ dạ tuyết ý. Bây giờ thì bên mình thì hiện tại bây giờ thời tiết ở ngoài Bắc thì nó chỉ 19 20 độ, 18 đến 20 độ, thì là mặc rất là vừa với dòng em áo như này. Và cũng may mắn là nhà mình ấy có những chị em ở bên nước ngoài vẫn cứ thích những cái dòng áo áo dạ dày dặn, cho nên hôm nay mình cũng chia sẻ luôn cả hai mẫu. Một là áo nhung tâm, hai là áo dạ, nhưng mà chỉ còn một số áo thôi nhé. Nên hôm nay chị em mình cố gắng theo dõi, vì mình không thể nói được to, mình chỉ nói nhỏ nhỏ như này thôi. Nói căng lên là hôm sau sẽ mất tiếng luôn ấy. Không hiểu đợt này mình như thế nào. Đây là cái áo đầu tiên mà mình mặc với chân váy, với một chân váy bút chì dáng suông, chất liệu nhung. Thì mình có thể kết hợp màu đen này, mình có thể kết hợp được rất là nhiều áo, nhiều màu áo khác nhau. Ví dụ như màu kem như này thì cũng rất là đẹp ạ. Ẩn form dáng và mọi người không bị lộ một chút nào hết. Đấy, áo size M. Cái màu này thì mình thấy dễ mặc và làm tôn da, nên chị em có cái màu da nào, cái nước da nào cũng vẫn có thể mặc được áo này. Mình mặc với chân váy xòe được, mặc với chân dáng bút chì được. Nên chị em có sẵn những chân chân gì màu đen thì mình vẫn có thể mặc với nó nhé. Kể cả là quần bò, quần legging đều mặc được hết ạ. Mà cái dáng bút chì này mình đang mặc này thì nó sẽ không bị lộ. Với những chị em có đôi chân mà quá nhỏ, chân vòng kiềng hoặc bắp chân to, thì chiều dài bút chì dài như này là mặc rất là dễ nhé. Và nó cũng tôn dáng, ví dụ như chiều cao của mình nó hạn chế thì vẫn có thể mặc. Mình mặc như này thì cảm giác mình đi mang theo đôi giày cao gót nó sẽ cao lên ạ. Cái này dưới 54 cân mặc vừa nhé. Nếu chị em nào mà thích thì chỉ còn duy nhất một chiếc thôi. Đấy, đây là cái thứ nhất là mình có thể mặc lên cho chị em mình tham khảo. Nguyên một cây đen mặc với những tông màu này là ok ạ. Cái màu này phải nói là rất là thích. Mà kể cả là áo măng tô lên ấy, mình mặc bây giờ, hiện tại bây giờ vải nó không còn nữa để mà may. Màu này quá tôn da và quá đẹp luôn. Đấy, dáng vừa trẻ trung ạ, màu lại tôn da, dễ mặc dễ phối đồ. Cái này thì mình, kể cả chị em mình nhá, nếu mà ai trẻ trung ấy thì các bạn trẻ trung các bạn vẫn có thể mặc với những dòng chân váy như thế này, mặc lên rất là xinh ấy. Đấy, những bạn nào mà mông vòng ba mà mình hơi hạn chế một tí thì mặc những cái dòng chân váy này rất là đẹp nhá, rất là đẹp luôn. Và trẻ trung mình có thể đi đi bốt với dòng như vậy cũng ok. Chị em mình có thể mặc với kết hợp với cái này, mặc với cả chân váy da chữ A ngắn như này cũng rất là đẹp nhá. Riêng đối với dòng nhung tâm thì rất là hợp với chân chân váy da luôn ấy ạ. Cho nên là khi chị em mình kết hợp với chân váy da cũng rất là đẹp. Nên là chị em mình lưu ý nhé. Bởi vì trong tủ đồ của mọi người có những cái màu gì liên quan đến màu đen là mình có thể kết hợp dòng áo bomber này. Từ chân chữ A, từ quần short đến chân váy dài, bút chì hay là mặc quần bò, quần quần legging đều được hết nha. Màu này quá đẹp luôn ấy, màu này tôn da. Còn duy nhất một chiếc thôi. Mình hiện tại bây giờ là mình chiều cao 1m52 mà nặng 53 cân luôn đấy. Năm nay đến ra Tết thì mình lại còn tăng cân. Nhưng cái này mặc nó rất là thoải mái nhá. Cho nên chị em mình có tầm 54 cân đổ lại ấy, chiều cao 1m6 trở xuống là vẫn mặc vừa. Cho nên là nếu như ai mà cao ấy, cao 1m6 mà người săn chắc ấy thì kể cả 55, 56 cân vẫn mặc được. Đấy, tức là tùy vào chiều cao và cân nặng thì mọi người
Nhớ cho mình cái chiều cao và cân nặng thì mình sẽ báo luôn xem là nó có vừa hay không. Mình có 1m52 thôi. Cái dáng này mặc đến đúng điểm thắt ngang eo cũng rất là đẹp luôn nhé. Một em này này, em này là em chất dạ u mì, chất co giãn 4 chiều. Màu này rất là đẹp, mịn, chất thì mịn, độ mỏng vừa phải. Đấy, cái thời tiết bây giờ chị em mình mặc rất là đẹp luôn. Đấy. Cái này cũng còn duy nhất một chiếc thôi. Bây giờ hiện tại là những cái gì mà còn một chiếc thì mình nói, còn nếu cái nào mà vẫn có thể đặt được may thì mình sẽ báo là đặt được may nhé. Cổ tròn rất là xinh nhá. Khi mà mặc lên này, quá đẹp luôn ạ. Cái này thì bề mặt vải nó mịn nhá. Nó mịn, chị em mình có giặt máy giặt cũng rất là vô tư luôn. Mà họa tiết răng cáo không bao giờ bị lỗi mốt. Nên chị em mình mặc rất là dễ mặc ạ. Đấy, quá xinh nhá. Cái này mà size M thì kể cả 5, 5, 5, 6 cân vẫn mặc được. Bởi vì những chị em mà có cái có chiều cao ấy, tầm khoảng 1m6 ấy, thì đúng là 5, 5, 5, 5, 6 cân vẫn mặc được. Chị em mình tăng giảm 2, 3, 4 cân vẫn vẫn mặc tốt luôn. Đấy. Mình 1m52 mà nặng 53 cân luôn á. Nếu 1m6 mà 55, 56 cân vẫn mặc được. Cài cũng xinh nhở. Đấy, cài cũng rất là xinh nhở. Yêu luôn. Cổ tròn này dễ mặc. Đối với cổ tròn này chị em mình mặc kể cả là áo sơ mi bên trong cổ đức, mình cài cúc vào cũng rất là xinh. Bởi vì cái này dễ mặc lắm, mặc cổ lọ bên trong, mặc áo sơ mi cài cúc cũng được. Hoặc áo sơ mi mình bẻ ra khỏi cái cổ tròn này cũng được luôn nhá. Rất là xinh luôn ạ. Đặc biệt là chất liệu co giãn 4 chiều, vừa mịn này, vừa dễ cử động này, rất là đẹp và thoải mái luôn ạ. Cài cũng đẹp, riêng áo này thì mình thấy cài cũng đẹp, mà mình cởi ra cũng đẹp, có nghĩa là bỏ cúc ra cũng đẹp nhá. Nói cởi ra thì hơi buồn cười, nhưng mà bỏ cúc ra hoặc là cài cúc vào đều đẹp hết. Đấy, túi chéo xinh. Trẻ trung tin luôn. Ở dưới là chun nhá. Chun thì cái viền chun nó khá là trẻ. Đẹp quá nhở. Cái này mặc đẹp quá này. Cái này nếu mà ai mà chiều cao 1m6 mình sợ là hơi ngắn, thì tầm khoảng dưới 1m55 trở xuống là vừa nhá. Mình cao 1m52. Đấy. 1m55 xuống là vừa. Còn cái này chiều dài nếu mà ai cao 1m6 thì mình hơi ngắn. Mình thấy là hơi ngắn, nếu mà ai mặc váy liền khoác áo này ra ngoài thì được. Còn nếu mà mặc mặc quần thì mặc bị ngắn này. Chân váy mình mặc là rất vừa luôn. Cái chiều cao như của mình là 1m55 trở xuống, cái này mặc vừa. Còn nếu mà 1m6 thì mình thấy là hơi ngắn, nhưng bạn nào thích mặc ngắn thì vẫn được nhá. Nếu như ai thích mặc ngắn thì vẫn được, nhưng chị em mình lưu ý nha. Khi mình mặc lên ấy, chiều cao của mình có 1m52 thôi, chị em mình nhìn vào đây và mình sẽ đánh giá được vào với cái chiều cao của mình mặc nó có ổn hay không. À, cái này cũng còn duy nhất một chiếc, còn duy nhất một chiếc. Cái này những người ai mà cái này cũng thế, chiều dài nó chỉ tương đương với chiều cao 1m52, 1m53 trở xuống, như mình thì mặc là vừa thôi. Bởi vì áo này là ngắn, áo này là dáng ngắn hẳn nhá. Cái này là dạ tuyết, chất dạ tuyết nhưng mà chất rất là dai như hôm trước mình đã chia sẻ rồi. Cái này cũng là cổ tròn này, họa tiết răng cáo, nhưng cái này khác với cái dạ u mì kia là dạ tuyết nhá. Dạ tuyết thì chắc là nhiều chị em biết rồi. Cái sợi vải thì nó dệt, nó có cái độ nó có độ thô chứ nó không săn xe, nhưng đối với cái dạ tuyết này thì chị em mình cũng mình đã nói rồi, rất là dai ạ, không hề rút sợi. Và chị em mình có thể cho vào túi giặt và giặt cũng thoải mái luôn nhé. Nói chung là mình thấy họa tiết răng cáo này rất là đẹp và nó trẻ như chiều dài áo như này thì chị em mình mặc ngắn nó cũng khá trẻ, nó đẹp hơn là mặc dài nhé. Nếu như đặc biệt là những chị em mà có chiều cao khiêm tốn mà mặc dài áo thì nó sẽ bị cảm giác nó nuốt hết cơ thể của mình. Như này mình thấy là rất là vừa, mặc với cái chân bút chì này quá đẹp luôn. Đẩy hông, đẩy mông và thắt eo. Nếu mà nhìn nghiêng như này mình chưa cần cài, mình thấy lưng của mình cũng rất là đáy á. Chiều dài rất là vừa với những người chiều cao 1m52, 1m53 như mình nhé. Nên những chị em nào có chiều cao như mình thì mình thấy dinh em này về là rất rất là vừa và rất là đẹp. Chất liệu dạ thì rất là bền luôn ấy, bền. Chị em mình cho máy giặt vẫn giặt được. Béo quá nên hôm nay mình phải mặc cái áo màu đen bên trong, nhưng phải nói là nó cũng hợp với những áo này thật. Cứ mặc cái áo phông giống mình ở bên trong thôi, áo cốt tông bên trong, cổ V dễ mặc lắm. Mình mặc vest cũng mặc được. Cái gì nữa ta? Đây, kể cả những cái màu này, cái này thì cũng còn duy nhất một chiếc thôi nhá. Đấy, mặc một cái set màu đen như này thì cũng được. Mình cái này thì mình đã mặc lên rồi nhỉ? Đã mặc lên rồi, cũng còn duy nhất một chiếc. Nhưng cái này thì dài hơn chút xíu nha mọi người. Chị em mình ơi, cái này thì sẽ dài hơn. Như ai mà chiều cao 1m6 thì vẫn vừa. Như mình mặc thì mình khoác, mặc với chân váy bút chì thì nhìn nó hơi dài một tí xíu. Còn nếu mà mặc cái này mặc với quần được này. Đây, chiều dài như này thì kể cả chị em mình mặc với quần. Còn ai mà 1m6 thì cái này chiều dài vừa luôn nha. Ai tầm 1m6 đấy. Và chất này cũng là chất co giãn cho nên chị em mình mặc cũng dễ mặc ạ. Đấy, cổ tròn. Cổ tròn thì dễ mặc, mặc cổ lọ bên trong cũng được ạ, cổ 3 phân bên trong cũng được. Và những cái dòng cổ, cái này mà những cái dạng cổ sơ mi thì cũng mặc ok luôn. Đấy.
Cái này chiều cao mà 1m6 thì mặc ok, còn nhiều chị em nhé, thấp bằng mình thôi, nhưng mà mọi người lại muốn mặc dài, thì ai có nhu cầu mặc dài thì cái này vẫn được nhé. Còn nếu mà mặc với chân tầm bút chì thì mình thấy nó hơi dài tí xíu. Đấy. Nhưng mặc với quần như này thì lại rất vừa. Nếu với chiều dài này thì mặc với quần, bởi vì nhiều chị em muốn là không chỉ mặc với chân váy, thường mặc với chân váy thì áo ngắn sẽ ok. Còn mặc với quần ấy thì chị em mình tăng chiều dài một tí xíu thì nó sẽ không bị hở cạp nhé. Đứng lên ngồi xuống sẽ không hở cạp. Cho nên là cái chiều dài này thì mặc với quần tốt này. Đấy, chiều dài này mặc với quần tốt. À, cái này từ 1m6 trở xuống mặc ok luôn. Đấy. Màu này cũng rất là đẹp ạ. Nhưng cái này cũng chỉ còn duy nhất một cái, màu này nhiều người thích lắm luôn. Mà đặt thì không còn vải, chỉ còn duy nhất một chiếc size size M, như cái này là size L cũng mặc được này. Bởi vì áo tương đối rộng rãi thoải mái, chất liệu thì co giãn, bề mặt vải thì rất là mịn ạ. Cái này thì chắc chắn là giặt thoải mái luôn đấy. Thì chị em mình cho máy giặt giặt cũng được. Luôn luôn là áo hai lớp nha. Tầm này thì mình lại thấy nhiều chị em cũng đã có nhu cầu cắt áo một lớp rồi. Bomber nhiều người thích thật. Phải nói là rất là nhiều người thích luôn ấy. Đến giờ phút này vẫn có người đặt. Thì ví dụ còn những cái gì có thể mặc được một lớp, hoặc là mùa này có thể mặc được, có những chị em vẫn đặt may để cho sang năm mặc luôn. Thì mùa hè thì nhiều chị em mà đi làm ấy thì trời nắng này, mình thích mặc áo dài tay hoặc đi vào trong phòng điều hòa ấy, thì nó vẫn bị lạnh nên nhiều chị em vẫn cứ thích đặt. Cho nên mình thấy bây giờ tầm này vẫn đặt rất là nhiều bomber, và năm nay phải nói là mình làm bomber rất là nhiều. Màu này cũng sang và tây luôn này. Tông này là tông rêu. Mặc dù nó trầm nhưng khi mặc ấy không bị già đâu. Đấy. Cái này nếu mà chị em mình cái cổ này thì mình mặc cái quần sóc sẽ đẹp luôn. Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Mình thấy màu này cũng đẹp luôn. Mặc với cả cây đen nhưng không hề bị già. Không hề bị già. Rất là trẻ trung cá tính. Cúc đồng, mũ. Cái này nếu như ai mà mặc ấy, bởi vì mình cũng giới thiệu nhanh cho mình không 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 nói không không thay đổi nhiều, nhưng mà cái này chị em mình mặc không chỉ mỗi cái màu đen bên trong nhé. Áo thì phối màu đen rồi thì mình mặc áo bên trong màu đen, cả cây màu đen cũng được. Còn nếu như ai muốn cái màu nó tươi mới hơn thì chị em mình có thể mặc những cái tông vàng đồng bên trong. Những cái tông vàng đồng vàng bơ bên trong nhé. Thì mình sẽ không thay, cái này có thể mặc hai áo, một là đen, hai là vàng đồng bên trong cho mình, thì là mặc nó sẽ hợp kiểu màu vàng bơ ấy. Đấy, theo màu cúc hoặc là cái màu họa tiết ở trên cái áo này ok. Với áo này thì chiều dài mình thấy nó cũng tương đối là dài. Thì mọi người có thể, những chị em mà có chiều cao từ 1m6 trở xuống là mặc được. Áo này vẫn có thể mặc với quần, ví dụ như mình 1m52, 1m55 trở xuống là mặc vào với quần đấy. Thì chị em mình kết hợp cả chân đầm, cả quần sóc. Đều được hết. Em này cũng thế, dưới 55 cân mặc vừa. Mọi người nhớ cho chiều cao cân nặng cho mình nhé. Chiều cao cân nặng thì mình sẽ tư vấn được là tầm nào mặc vừa. Em họa tiết báo này cũng đẹp. Họa tiết báo này thì trước là mình mặc cái cổ dạng cổ tròn, nên là cổ cổ bomber chuẩn, như cái này mình mặc cái cổ sen nhé, cổ sen phối đen, báo phối đen rất là đẹp luôn. Mà chất này cũng là dạ u mì nên có giãn, mình nói nhiều về dạ u mì rồi. Dạ u mì mặc rất rất là dễ chịu, cử động đàn hồi, bề mặt vải mịn nên chị em mình mặc rất là thích, và báo thì rất là sang nha. Và tiết này thì rất là sang, muôn thuở là mình mặc luôn luôn, nó không bao giờ lỗi mốt luôn. Áo này cũng là size M, cái chiều dài này thì nó cũng rất là vừa này. Họa tiết sinh, cổ sinh, phối cổ đen, cho nên chị em mình có thể cứ mặc với đồ đen như cái cây đen này của mình này thì là mặc được hết. Mình thấy những cái dòng áo này thường là chị em mình thích mặc đen cho nên phối đen như này. Mình hôm nay mình cứ mặc một cây đen như này để mình phối đồ, chị em mình tham khảo thôi. Còn lại cứ có họa tiết gì chị em mình có thể phối họa tiết đấy nha. Cho nên hôm nay mình nói nhanh vì là mình nếu mà còn không còn thời gian nữa để mình chia sẻ nữa, sợ giọng nó lại mất tiếng này. Cho nên hôm nay mình cũng chỉ mặc nguyên một cây đen để cho chị em mình tham khảo như này. Mình thấy đen dễ mặc mà. Chỉ có điều là chị em mình nhớ là có họa tiết gì sáng mà mình muốn phối màu sáng thì trên trên áo mình có họa tiết gì mình có thể phối được màu vàng, màu be, màu nút nhé, màu nút màu vàng. Đấy, chị em mình có thể mặc bên trong cho trẻ trung. Còn như này cũng vẫn mình thấy rất là tươi trẻ. Bây giờ kể cả các bạn là ít tuổi, các bạn còn muốn màu đen mà thích mặc màu đen cho ẩn và cái áo bên ngoài dễ phối, dễ mặc. Đối với màu đen thì mình thấy rất là dễ luôn. Mình bản thân mình thế, mình yêu màu đen lắm ấy, cho nên là nhiều lúc đấy mặc như này mới không thấy béo, chứ bây giờ ra Tết toàn bánh chưng thôi. Là mình béo quá mà thiếu tự tin. Thì cứ mặc màu đen lại dễ nhất. Đen đi với đỏ cũng tuyệt vời rồi còn đúng không ạ? Cái này là áo dạ tuyết phối nhung. Cái này mà Tết còn không làm kịp cho chị em mình, nhưng cái màu đỏ này thì quá dễ mặc, cho nên là mình thấy mặc thì lúc nào cũng có sức hút. Nên là màu đỏ này bây giờ mình mới chia sẻ lên cái dạ tuyết này. Cái dạ tuyết màu đỏ nhá. Đấy, xinh quá. Màu đỏ nổi bật chưa? Mình thấy đều trẻ trung mà nhỉ. Màu màu đen ấy quá đẹp. Khi mặc bomber thực ra cái cách mà mình mặc ấy, nó cứ phanh như này nó sẽ đẹp hơn là khi mình cài ấy.
Cho nên chị em mình cứ mặc phanh ra như này, mặc rất là đẹp và rất là trẻ. Cái này hiện tại hình như là mình hết, đúng ra là mình lên cả set ấy, mình lên cả set với cả chân đầm ấy, nhưng mà chân đầm bây giờ còn không còn, cho nên chị em mình phối cái này là tay phối nhung, rồi chân váy mình mặc với chân váy nhung mình mặc như này cũng rất là hợp, cho nên là chị em mình có thể tham khảo nhé. Chân váy nhung mình đang mặc cũng là chân size M vòng bụng 70, vòng mông 92, chiều dài váy là 72, mình mặc như này là vừa che bắp chân luôn này. Nếu chị em nào mà muốn mặc như này thì có thể cho mình cái chiều cao và số đo vòng eo vòng mông nhé. Váy nhung, chân váy nhung mặc rất là ấm, tầm này mình mặc váy nhung mình không cần phải đi tất, mình mặc thế mình rất là ấm luôn. Cái này mà đợt vừa rồi đại hàn ấy, lạnh ơi là lạnh, mặc cái này mình chỉ đi mỗi một cái đôi tất da mỏng ơi là mặc đẹp luôn, chẳng thấy lạnh cái gì cả. Nên là với chân váy nhung như này thì mình thấy là phối những dòng áo, phối như áo nhung như này rất là đẹp nhé. Tay và cổ là đều là phối nhung cả, nên là kết hợp với chân váy nhung rất là xinh luôn. Nhung rất là ấm nhé, mà dạ tuyết này. Bề mặt vải rất san xe và không bị rỗ lông, không bị xù. Thì em mình cho nhớ là cái dòng này thì đừng để giặt một cách thoải mái, mình cho vào túi giặt, mình giặt là nó sẽ bền nha. Khi phối màu thì đã có màu sắc như này, mọi người nhớ là đừng có phơi ở ngoài trời nắng nhé. Phơi trong râm giúp mình để cho nó bền màu. Còn đối với vải nhung thì chị em mình khi mà lá thì cái dòng này thì không nhăn đâu. Nhưng biết đâu cho đánh tan nát tình đời cho xong này. Muốn là thì chị em mình nhớ là dùng bàn là hơi, chứ đừng đừng dùng bàn là nhiệt. Bàn là nhiệt nó sẽ bóng lì hết cái nhung, nó chết cái bề mặt. Cái màu đỏ này cũng đẹp, cái nhung này rất là ấm này. Nhà mình những khách hàng mà ở ở nước ngoài ấy thì đặt ở nhà mình khá là nhiều, nên là thích cái nhung này lắm, bởi vì cái nhung này nó rất là ấm ấy. Còn một em duy nhất cái nhung này này, nhung này là nhung khá là dày, nên nếu mà chị em nào mà có nhu cầu thì vẫn có thể ấy, nhưng mình chỉ còn duy nhất chiếc này thôi, bây giờ có đặt cái này cũng không đặt được. Nhung này rất là ấm luôn ấy, rất là ấm. Còn mà em này duy nhất cũng chân váy cũng không còn đấy. Cái màu nhung này nó là đỏ mận đấy, nó là màu đỏ mận nhá. Nhung ấm lắm luôn, nếu mà nhiệt độ chị em mình mà nhiệt độ tầm khoảng 10 19 10 độ ấy, 9 10 độ là vẫn mặc được. Nhưng mà khi tầm thời tiết này thì mình khoác mình cũng thấy không thấy nó ấy, không thấy nó bị nóng đấy. Cho nên là cái này chị em mình mặc thêm một cái áo cổ lọ ở bên trong ấy thì vô cùng ấm luôn ấy. Đấy. Còn một em duy nhất, chiều dài này cũng tương đối này. Chiều dài này có thể mặc được quần. Với chỉ một cái chân váy nhung thôi mình có thể kết hợp với bao nhiêu thứ. Hôm nay thì mình chỉ chia sẻ cho chị em mình những cái áo bomber mình còn thôi. Đây. Cái set này thì mình mặc với chân váy chữ A. Chân váy chữ A thì rất là trẻ trung rồi đúng không ạ? Khoe chân dài, mặc dù chân không dài lắm nhưng mà mặc với chân chữ A thì nhìn cũng khá là tự tin ấy. Đấy. Như này thì rất là trẻ trung, cho nên là chị em mình có thể kết hợp với chân váy chữ A nhé. Mình đi chơi mà, ví dụ mình mặc như này mình đi chơi. Nếu mà muốn mặc cái này mà đến môi trường công sở thì cái chân váy mình có thể cắt dài hơn tí xíu, trên đầu gối 5 phân là được. Có những nơi thì cũng không yêu cầu quá công nghệ về vấn đề chiều dài, thế nên là chị em mình mặc như này thì để mà đến môi trường công sở mà những cái nơi không quá yêu cầu khắt khe thì cái chiều dài này mình thấy cũng mặc được. Cái bạn tiết kẻ mình thấy là khá cá tính nhất, chất dạ u mì nhé, trẻ trung cá tính. Cái này là màu tím than đen, nhìn từ xa này, nhìn gần nó là tím than đen, mặt nó là mặt nhung nhé, nhung mịn. Áo thì mình có một M một L, dạ u mì rất là ấm nhé, rất là ấm, với chất dạ tương đối dày dặn có giãn nên chị em mình tăng giảm được. Nếu mà ai có nhu cầu đặt may vẫn có thể đặt được. Đối với em này thì còn vải nhé, cho nên chị em mình có thể đặt may được nha. Cái này thì chiều dài nó tương đối là dài này. Đấy, nên chị em mình ngoài chân váy mình có thể mặc được với cả quần nhé, quần bò, quần legging đấy, chị em mình mặc được cả quần thì là rất ok luôn đấy. Kẻ thì cá tính rồi, mình mặc quần bò rất là đẹp luôn. Tiếp lên một set khác cũng là chân váy chữ A để cho chị em mình mặc để tham khảo kỹ với chân váy chữ A, xem là chân váy chữ A thì mặc nó ok không nhá. Đúng là thật thì mình thấy mặc với chân váy chữ A rất là đẹp này. Đấy. Chân váy chữ A thì dài chân váy mình đang mặc chiều cao mình có 1m52 thì mình đang mặc chiều dài có 36 thôi, 36 thì đủ để khoe chân thì tỷ lệ nó là vừa. Còn nếu như ai muốn mặc đi làm công sở mặc dài hơn chị em cũng có thể tăng lên. Cái này có hai túi chéo, có hai túi chéo mặc là tiện mình giúp. Và đằng sau đây mọi người nhìn rất là ôm, rất là gọn và nó không bị lộ, cho nên chị em mình mặc cái này rất là an toàn. Thế lại còn có quần đùi bên trong nữa, cho nên là đi thoải mái luôn, tự tin luôn. Nên là môi trường công sở có thể tăng chiều dài ra một chút xíu nữa. Thì thường là mình mặc cho mình cắt cho khách ấy, thì mình hay mắc cắt cái chiều dài trung bình tầm khoảng 40 42.
thì những chị em mà những bạn mà bạn ấy làm trong những cái môi trường ví dụ như là làm MC hay là làm liên quan đến sự kiện thì chiều dài chỉ cần mặc như mình đang mặc thôi là đẹp. Có bạn còn mặc ngắn hơn. Ví dụ mặc đi chơi, các bạn đi giày thể thao thì các bạn trẻ thường hay mặc ngắn. Ví dụ như chiều cao như mình thì mình mặc như này mình thấy là vừa. Đấy, mặc cũng rất là an toàn, vẫn rất là đẹp. Đấy, thì dáng này thì bao giờ nó cũng trẻ trung hơn. Thì mình có thể kết hợp với cả giày thể thao, không nhất thiết là phải đi những cái đôi gót nhọn như thế này nhá. Thì mình ở nhà mình hay đi giày thể thao lắm. Hay đi giày thể thao nó tiện tiện lợi, mình đi ra đường mình cũng rất là tiện, đi cà phê với bạn bè và đi nó năng động. Nên chị em mình có thể kết hợp dòng chân váy chữ A này với giày thể thao nhé. Đi bốt cũng rất là đẹp. Đấy. Tùy chiều cao, tùy sở thích của mỗi người. Thì chân váy chữ A mình thấy rất là tôn phong dáng luôn ấy. Đẩy hông, đẩy mông, hách eo và chiều dài lại khá là trẻ trung. Đấy. Vừa để khoe là tôn phong dáng và chân dài. Chân mình ngắn, mình mặc như này mình thấy tự tin hơn ấy, bởi vì như này làm cho chân mình dài hơn nhiều. Cái dáng chân váy chữ A thì nhà mình rất là nhiều nên chị em mình có thể đặt bất cứ màu sắc nào để kết hợp với các loại áo bên trên của chị em mình nhé. Cái này có các màu, ai thích màu gì cũng được, thích chất gì cũng được. Tầm này có những chất gì thì mình chia sẻ vải lên chị em mình tham khảo. Thì thường thường đối với những cái dòng dáng chân váy chữ A này thì mặc những chất liệu mà nó có độ dày dặn nhất định thì nó tạo form tốt hơn, còn nếu mà chất mềm thì nó sẽ bị rủ. Thì thường thường hay may chân zipper hoặc chân xòe. Kẻ đẹp quá nhỉ, kẻ này đẹp, set này đẹp này chị em này. Kẻ này mình thấy rất là đẹp luôn ấy. Kẻ xanh caro nhỏ, kẻ xanh pha đen, rất là xinh. Đấy, chân váy chữ A đây, cũng là chân váy chữ A nhé. Rất này là dạ u mì, rất là đẹp. Màu xanh đứng gần mọi người nhìn rõ cái màu xanh hơn nhé. Đấy, pha xanh pha đen và ánh đồng. Đấy, chị em mình mặc như này thì mình thấy là áo bên trong mình mặc với họa tiết sáng này, cái màu sắc nó sáng hơn, nó gần cái màu, gần màu cúc nhá, để cho cái thay đổi tí cho nó tươi mới. Vải này thì còn nhá cả nhà ơi, nếu mà cả vải này rất là vẫn còn cho nên chị em mình có thể đặt may được. Thì ở đây mình có sẵn một bộ size M thôi, có sẵn một bộ size M nên ai có nhu cầu đặt thì vẫn có thể đặt được nhá. Cái này rất là đẹp, cái màu này thì mình chưa kịp chia sẻ, hôm nay mình mới chia sẻ lên thôi, nhưng mà khách rất là thích màu này, mình khách đặt rất nhiều luôn và nó quá đẹp. Cái này là mình mới phối tay thôi, còn bình thường là mình cắt cả cây luôn ấy, tất cả là cả tay cả cổ đều cùng một màu. Nhưng mà bây giờ còn mỗi em này mình phối tay, mình thấy là mặc như này thì mình kết hợp rất là dễ, giống như mình mặc cái này mình có thể mặc với chân váy nhung, mặc với chân váy cùng màu màu đen này này, chân váy đen, tất cả các dòng chân váy ở bên dưới màu đen thì mình đều mặc được hết, cho nên là đây là mình lên theo set thôi. Nhưng chị em mình có thể kết hợp với chân váy dài màu đen được nha. Đấy, chân váy dài che như này mặc với nó rất là đẹp, chân váy nhung, chân váy bút chì nhung, cái gì liên quan tới nhung hoặc là đen tuyền là được nha. Nên mình đang phối với cổ nhung và tay nhung ấy, nên là chị em mình có thể kết hợp với chân váy bút chì màu nhung lúc nãy mình mặc đấy, là mặc rất là ổn. Đây, cái này là mặc nguyên set, ai thích nguyên set thì mình có thể mặc như thế này, hoặc là chị em mình có thể mặc với chân váy chữ A màu đen, chân váy bút chì màu đen, chân váy xòe màu đen được hết nhé. Cái này mặc với chân váy xòe được, bởi vì chiều dài áo nó chỉ bám qua eo như này thôi, nên chị em mình có thể mặc chân váy xòe đều được. Với cái dáng áo bông bông ngắn như thế này chị em mình mặc rất là dễ phối đồ, thì mặc cái gì bên dưới cũng đều đều hết eo cả. Đấy, mặc như này là gì, eo cảm giác có độ thắt này, và chân váy chữ A thì nó đẩy hông đẩy mông, chân váy bom cũng được và chân váy xòe cũng được, các loại chân váy đều được hết ạ. Nên chị em mình thoải mái mà xét đồ rất là trẻ trung đúng không ạ? Đấy, mặc này thì dễ mặc mà, cho nên chị em mình có thể kết hợp dễ dàng. Kẻ quá đẹp đi, chất liệu co giãn 4 chiều đấy, co giãn rất là nhiều luôn đấy, quá đẹp đúng không? Thường là bomber mà người thích tông trầm cho nên mình chủ yếu là mình lên tông trầm, nên mình chỉ lên có mỗi mấy màu sáng thôi à, hai cái màu sáng là màu kem và màu vàng. Đấy, mình đã lên như vậy rồi, màu vàng vàng hơi hơi màu vàng bò nhạt ấy và màu kem thôi, còn lại chủ yếu là mình lên màu tối, bởi vì áo bomber mặc màu tối rất là tây chứ không phải bị già một chút nào hết, nên chị em mình thường cũng rất là thích màu tối, màu sáng thì ít hơn. Ở những bạn mà có số đo nó nhỏ ấy, nhỏ xíu 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 à, thì hãy chọn màu sáng, từ màu sáng, hoặc là những người nào mà có cái nước da nó không được không không được sáng lắm, mọi người sợ nó mặc những màu tối nó mất tự tin thì mọi người đặt màu sáng. Tuy nhiên màu tối vẫn là cái màu mà được chị em mình lựa chọn nhiều nhất. Đấy, bản thân ấy, khi mình cắt thì mình thấy chị em lựa chọn cái tông màu như này rất là nhiều, tông trầm nhưng mà dáng áo trẻ kết hợp với dáng chân váy ngắn hoặc chân váy dài, chân váy xòe, các loại chân váy xếp ly nó rất là trẻ, cho nên chị em mình có thể mặc được tất cả những cái tông tối nhé, mặc áo bên trong màu sáng là được. Những bạn mà thích những cái tông màu sáng để cho nó đẩy tông, chị em mình mặc áo tối bên ngoài và áo sáng bên trong, sáng màu bên trong.
Đấy, chị em mình có thể mặc cái chân váy như này rất là trẻ trung luôn. Thì là thường là đến may đồ ấy thì các mẹ may cho mẹ bằng, may quần hoặc là chân váy bút chỉ dài, còn may cho con là như tặng chân váy xếp ly ngắn như này này. Rất là đẹp, rất là trẻ, chân váy chữ A và chân váy xếp ly như này mặc mình thấy dễ lắm đấy. Đấy, mọi người nhìn không? Khi mà đặt lên như này thì cảm giác là nó hách eo vô cùng luôn và nó rất là trẻ trung. Nên chị em mình mặc đấy chân váy như này thì có phải là mặc giày cao gót, mặc đi đi bốt, mang theo đôi bốt hoặc là đi giày thể thao đều đều rất ổn đúng không ạ? Đấy. Nên là còn mặc đồ đôi, mẹ thì mặc chân mẹ mặc chân váy dài, con mặc chân váy ngắn luôn để đi theo đôi luôn ấy. Cái này già trẻ đều mặc được hết. Thực ra cái áo bomber mình thấy rất là dễ mặc ấy, nó như là một cái áo nói là thần thánh cũng đúng, bởi vì mình thấy năm nay chủ đạo là chị em mình rất là thích bomber, bởi vì bomber này nó có tính ứng dụng cao. Cái dáng áo bomber dài ấy thì mình thấy là các bạn tuổi teen thường hay mặc dài thì mặc theo kiểu áo giấu quần, nhưng đối với dòng ngắn như này thì mặc ai cũng mặc được, ai cũng mặc được, vì là mặc nó đúng giống mình khoác ngoài váy cũng được nhá. Mặc như này nó rất là tôn tôn phong dáng, những người có chiều cao khiêm tốn như mình thì mặc cái chiều dài này mình thấy rất là dễ mặc, và nó không làm cho mình cảm giác là nó bị luộm thuộm, không làm cho mình cảm giác là nó bị lùn đi, và những cái gì cần tôn nó vẫn tôn, những cái gì cần che nó vẫn che. Cho nên mình thấy áo bomber dáng ngắn này rất là dễ mặc, cho nên năm nay phải nói là cắt rất là nhiều. Nói hơi nhiều tí chị em thông cảm, nhưng mà muốn nói nhiều để cho chị em mình hiểu cái áo bomber nó quá dễ phối đồ đi ấy, quá dễ phối đồ luôn, cho nên là mình nói sâu một tí, nói nhiều một tí mà chị em thông cảm nha. Mình lại thay một set nữa xem nào, một cái màu xanh đây, một cái màu này đi. Màu này là mặc dù là tông trầm nhưng xem là nó có bị già không nhỉ? Tông trầm nhưng xem có già không nhá, hay là rất là đẹp, bởi vì màu này là một trong những màu mà nhiều người yêu thích nhất. Nhiều người yêu thích nhất, mình cắt nhiều nhất nó là màu này. Mình mặc nguyên set này lên thì chị em mình cảm nhận xem. À, cũng lý do tại sao mà nó có độ hot, độ nóng và mọi người lại thích nó đến thế. Họa tiết rất là sang, màu sắc trầm nhưng mà rất là sang trọng đấy, tông trầm nhưng mà rất là cá tính. Chất này nó là dạng chất nhung tăm nhá, chất nhung tăm gần như không có độ co giãn, nhưng dáng này thì mình khi mình cắt thì mình sẽ cắt có độ cử động nhiều hơn để cho em mình mặc nó dễ chịu. Hai nữa là dáng nó là dáng áo bo suông, nó không quá ôm sát nên là mình mặc vẫn rất là dễ dàng và nó không hề cảm giác khó chịu. Khi mà đợt đầu thì mình không có phối đâu, nhưng bây giờ mình phối lên thì ban đầu mình chia sẻ nó là dạng áo cổ tròn ạ, cổ tròn không có cổ nhá, không có cổ và mình không có phối tay như thế này, không phối cổ như này. Bây giờ mình phối lên thì chị em mình thấy rằng là khi phối lên cũng rất là dễ thương, rất là đẹp và dễ phối đồ, và mình có thể kết hợp với cả những dòng chân váy màu đen nhé để mình mặc cho nó dễ dàng hơn, nó có tính ứng dụng hơn. Tuy nhiên là không phải ai cũng thích phối, và có những người thì rất thích phối, nhưng có người để mình tăng tăng cái tính ứng dụng ạ. Mặc phối thì nó tăng lên cái tính ứng dụng và nó cũng có cái sự nhấn nhá nhất định đúng không ạ? Mặc mình nếu mà mình thì mình cũng rất thích cái tay phối này, nhưng có những người không thích tay phối thì cái này vải vẫn còn nhé. Đối với dòng vải này thì chị em mình có thể cắt hai kiểu, một là phối màu đen như này để kết hợp với màu đen, còn nếu như chị em mình không thích thì vẫn có thể đặt may cổ tròn hoặc là cổ chuẩn bomber, nó là cổ tàu dựng đấy. Cổ bomber hoặc cổ tròn thì chị em mình có thể kết hợp riêng với chân váy màu đen, hoặc là không phối thì mình mặc nguyên set đấy vẫn được, giống như ban đầu mình đã chia sẻ cái này, nó là cổ tròn và tay cùng màu luôn thì chị em mình có thể đặt may nhé, bởi vì cái này dòng vải vẫn còn. Và với cái thời tiết này thì mặc cái này vẫn vừa. Với cái thời tiết hiện tại bây giờ ở ngoài Bắc thì kể cả ở Đà Lạt hay là trong Sài Gòn thì thời tiết này đi mặc mặc áo bomber buổi tối với cái vải mà nó không quá dày, nó vừa phải như thế này thì chị em mình vẫn có thể mặc được nhé. Cho nên là cái vải này thì mình vẫn nhập về và còn vải, cho nên chị em mình có thể đặt may, bởi vì cái này nó rất là nhẹ, nó không hề nặng, nó không quá dày, nó tương đối là mỏng, vừa phải để cho chị em mình mặc rất là vừa với thời tiết trên dưới 20 độ. Trên dưới 20 độ là chị em mình mặc thoải mái luôn ạ. Mình mặc như này với thời tiết đang như này là rất là vừa, rất là đẹp luôn. Cái màu này mình phải nói là nó rất là sang, rất đẹp. Thì cái tuổi nào mặc cũng được luôn nhá. Cho nên chị em mình rất là thích là vì vậy. Quá đẹp luôn ạ. Đây là một trong những màu mà mình cắt nhiều nhất, bởi vì chị em mình thích nhất. Mình thấy là nó mặc lên phải nói là cực kỳ là đẹp luôn thật. Chân váy A túi chéo. Đấy. Chiều dài này là chiều dài 40 đây này. Chiều dài này là nhiều chị em thích nhất đây này. Nhưng mà vì khi mình mặc chiều dài 40 thì cái chiều cao của mình nó lại
Thấy là nó hơi bị dài so với chiều cao của mình ấy. Đối chân váy chữ A này thì mình mặc thường mình thích mặc ngắn, bởi vì chân mình ngắn mà, cho nên mình mặc như này mình thấy nó lại hơi bị ngắn, thì thường mình hay mặc là 38, từ 36 đến 38 thôi. Nhưng như này thì nhiều chị em mình có thể mặc đi làm công sở được rồi. Với chiều dài 40 42 là mặc công đi làm công sở tốt ạ. Như này thì gần đến đầu gối của mình mất rồi, cho nên mình mặc như này mình thấy hơi dài. Vì môi trường mình thì nó lại không đòi hỏi quá khắt khe, thì mình mặc như này mình thấy hơi dài một tí xíu, nhưng mặc như này thì rất là vừa với nhiều chị em để đến đi làm nhé. Cái này mặc được ạ. Để chiều dài này là chiều dài 40 ạ. Chiều dài 40 thì trung bình là chị em mình thích nhất. Còn các bạn trẻ thì các bạn mặc ngắn hơn tí xíu nữa. Mình mặc dù cũng hơi già rồi đấy, hơi dừ rồi đấy, nhưng mà chiều cao khiêm tốn, cho nên là mình mặc thì mình mặc chỉ tương đương với các bạn trẻ bây giờ đang mặc thôi, chiều dài tầm khoảng 36 thôi, và mặc cặp cao chân mình sẽ cảm giác dài hơn. Nên là bạn nào mà có chiều cao khiêm tốn như mình thì chiều dài chắc chỉ như mình thôi. Mặc như này thì cũng ok ạ. Thực ra chiều dài chân váy này thì kể cả chị em mình mặc với vest là rất là đẹp luôn nha. Cái này mặc thì có cái thể mặc vest được luôn. Để môi trường công sở mặc sẽ đẹp. Cái này thì chị em mình đi chơi mình có thể đi giày thể thao, không nhất thiết phải đi những cái đôi như mình đến đâu nhỉ. Vì chiều cao mình khiêm tốn nên mình đi cái đôi này cho tự tin hơn ấy, cho chị em mình nhìn nó, dáng nó thoát dáng hơn. Quá đẹp. À, nhớ là có thể kết hợp nhé. Bởi vì tay áo và cổ áo là nhung đen, cho nên chị em mình có thể kết hợp với chân váy đen hoặc quần nhung đen được nhá. Đẹp mà. Quá đẹp luôn. Một trong những cái dòng áo mà mình yêu thích nhất đó là áo bomber này. Bởi vì bản thân mình mặc mình thấy nó rất là cá tính và ứng dụng cao. Cho nên chị em mình có giống mình hay không thì mọi người thích thì mọi người nhớ là đặt may, và cái này có thể mua luôn với chiều cao 1m60 trở xuống là chị em mình mặc được, với cân nặng là dưới 55 cân là mặc vừa nhé. Còn lại thì ai hơn thế, nhỏ hơn thế mọi người có thể đặt may, bởi vì vải vẫn còn. Đẹp quá. Có quần đùi bên trong, mọi người yên tâm với dòng chân váy chữ A chắc chắn có quần đùi nha. Cho quần đùi bên trong thì chị em mình mặc sẽ không bao giờ bị ngại đâu. Đó, có quần đùi bên trong nha. Nên là mặc ôm khít vào rồi thì làm sao mà sợ nữa đúng không ạ? Đi xe kiểu gì cũng an toàn. Ngồi kiểu gì cũng an toàn. Thay bộ xanh nha. Bộ xanh là cái bộ mà mình thấy rất là thích luôn ấy. Màu này này. Quá đẹp. À, màu này bên ngoài thì phải nói là ở trong bên ngoài thì mình thấy nó nét hơn. Màu xanh này đẹp quá, bên ngoài mình còn thấy nó đẹp hơn cả bên trong. Chất liệu dạ tuyết. Tuyết 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 dạ tuyết. Quá đẹp luôn ạ. Chất này á, mặc dù là nó không có giãn nhưng nó có độ thở vải rất là tốt, nên khi mình lên form bút chì ấy mình thấy mặc rất là đẹp luôn á. Ôm cử động thoải mái, kể cả đứng lên ngồi xuống như này chị em mình thoải mái luôn nha. Đấy. Mặc dù mình mặc rất là ôm khít luôn á. Ôm khít luôn, đứng form đẹp, bước thoải mái. Bút chì dáng dài mà bước đi rất là thoải mái luôn. Khi mặc cái áo bomber rất là đẹp. Mình phải nói là cái dòng chân váy bút chì này khi mình mặc lên mình thấy rất là ưng ý, rất là hài lòng. Mặc dù là dáng dài nhưng bước rất là dễ, đứng thì rất là đứng form luôn. Đối với dòng chất liệu này thì mình thấy là năm nay là mình ưng ý nhất với dòng dạ tuyết là cái chất liệu dạ tuyết này. Dệt rất là săn xe, rất là bền mặt vải, pha chút ánh kim tuyến. Đấy, rất là xinh. Cho nên là mình lên kể cả những dòng áo bomber như này mặc rất là đẹp, với chân váy bút chì dáng hơi suông nhá, mình không không may bút chặt ôm chặt đâu, mặc phần bên trên thì là rất là gọn rất là ôm, nhưng bên dưới là dáng nó hơi suông nhẹ để chị em mình bước dễ dàng, xẻ cao thì bước không hở mà lại dễ dễ bước luôn, cho chị em mình đi xe máy vẫn có thể đi được. Dòng này mình đã trèo lên xe máy mà mình đi rồi ấy, nếu mà là xe ga thì dễ hơn xe số nha. Xe số thì lời khuyên là chị em mình không nên mặc bút chì mà đi xe số nha, đi xe ga là đi được tốt luôn ạ. Quá đẹp nhá. Cái này thì mình có sẵn size M thôi. Vải thì vẫn còn, cái này thì vẫn còn. Với thời tiết này mặc cái dòng này vẫn rất là dễ, rất là vừa. Cho nên là chị em mình có thể là mặc cách này cũng giống như mình nói. Một, có thể chị em mình phối với màu đen như thế này để kết hợp dễ dàng. Còn chị em nào mà không thích phối màu đen có thể mặc trơn. Ngoài ra thì mình còn lên cái này, mình còn lên cả cái dáng áo này nữa. Dáng áo này để chị em mình kết hợp với chân váy bút chì cũng rất là xinh. Đấy. Cái này là không phối nha. Mình không làm bomber không phối mà mình dần lên áo này không phối thì chị em mình có thể kết hợp hai cách. Đấy, mình sẽ giới thiệu ở mình tí mình sẽ mặc và mình giới thiệu sau cho chị em mình tham khảo. Đây còn đây là áo bomber mình đang chia sẻ áo bomber nha. Cái này có sẵn và vải vẫn còn nên chị em nào mà có nhu cầu vẫn có thể đặt may nhé.
cũng đồng rất là khỏe khoắn. Từ đầu đến giờ mình cũng chưa nói đặt may và chẳng nói liên hệ. Thì chị em nào mà muốn muốn đặt may, muốn mua sắn hoặc là đặt may theo số đo, chị em mình nhớ là liên hệ với Thủy qua số Zalo 098 400 4193 hoặc là Facebook Hiệu May Thời Trang Thủy nhé. Thì mọi người chỉ cần cho mình mẫu này, chụp mẫu gửi vào Zalo hoặc Facebook. Sau đó thì chị em mình cho chiều cao và số đo 3 vòng. Nếu như dòng áo bomber này chỉ chiều cao cân nặng cũng được, nhưng đối như dòng chân váy bút chì hoặc là chân váy cần thông số như thế này, chị em mình cho chiều cao và số đo vòng eo, vòng mông nhé, là sẽ có thể mặc vừa vặn, đúng nhất có thể, thì chị em mình không mất công phải gửi đi gửi lại. May đo là như vậy, bên mình thì thường lên mỗi size M thôi, chị em mình gửi số đo và chiều cao thì sẽ có thể đặt may vừa vặn luôn, không cần phải quay đầu đi quay đầu lại. Chứ nhiều lúc chị em mình mua online có một cái e ngại, đó là vì về mặc nó lại không vừa. Nhưng nhà mình, chính vì nhà mình không muốn lên size tất cả các size để, bởi vì là bây giờ ấy, chị em mình nếu nó chuẩn size nó không phải là nhiều, và muốn mặc vừa ý luôn, muốn là hơi ngắn một tí, muốn tăng chiều dài lên một tí, muốn số đo nó vừa vặn hơn, em muốn mặc gọn hơn, em không muốn mặc lùng thùng hoặc là cái tay cho họ gọn hơn chị nhé. Đấy, chính vì cái nhu cầu của khách hàng như vậy cho nên là mình rất là thích làm sao mà làm được vừa lòng khách hàng, thì mình chỉ lên size để mình mặc một size duy nhất để mình mặc cho khách hàng tham khảo kiểu mẫu và dáng thôi, cho chị em mình có thể đặt may theo yêu cầu, theo cái số đo của chị em mong muốn, như vậy nó sẽ vừa vặn nhất. Bởi vì đi mua thì giống như mình có người 1m50, có 1m45, có những cao 1m7, cho nên với cái chiều dài như thế này thì không thể nào mà ai cũng mặc được, đúng không ạ? Cho nên chị em muốn mặc dài hơn hoặc ngắn hơn thì cứ cho chiều cao hoặc số đo 3 vòng là có thể đặt may. Nhớ là liên hệ với Thủy qua số Zalo 098 400 4193 hoặc là Facebook Hiệu May Thời Trang Thủy nhá. Cái này nó có cái này có mấy màu nhỉ? Màu xanh, màu đỏ đúng không ạ? Màu xanh, màu đỏ này. Màu xanh, màu đỏ và màu xanh, màu đỏ. Màu trắng thì là cổ, áo không cổ nhá. Đen trắng áo không cổ. Cái này là áo có cổ. Áo có cổ thì nhiều chị em mình thích hơn đấy. Đại đa số là thích áo có cổ. Còn áo không cổ thì thường là tầm các bạn ấy muốn mặc những cái dòng áo cổ lọ bên trong thì mặc áo không cổ, áo sơ mi bên trong thì mặc áo không cổ. Nhưng cái này chỉ mặc áo cổ lọ với áo sơ mi thì nó không hợp lắm. Nên chị em mình đại đa số lại thích có cổ, bởi vì là đi làm công sở thì mọi người thích có cổ hơn ấy. Mình thích có cổ hơn thì mặc nhìn nó lịch sự hơn. Còn lại các bạn trẻ thì mặc như này thì đấy, cách mình mặc như hơi hất đằng sau như này rất là phóng khoáng, rất là trẻ trung, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, mặc như này thì nó sẽ phóng khoáng, nên do cách mặc nó sẽ làm cho mình cảm giác trẻ hay già. Chứ mọi người đừng nghĩ rằng là bây giờ chị nhiều tuổi rồi thì chị có mặc được không? Chị ơi em trẻ, em ít tuổi như này có mặc được hay không? Mặc như này là thấy trẻ này, mặc như này là thấy trẻ này. Còn nếu mà muốn nó đứng đắn hơn, chị em mình có thể mặc cái cúc vào, khoác thì vẫn đẹp, vẫn trẻ chứ không phải là không, đứng đắn cũng vẫn mặc được. Nhưng mà do mình cách mình mặc thì nó sẽ làm cho mình cảm giác là phù hợp với cá tính của chị em mình hơn. Đấy, cài như này cũng được ạ. Cài kiểu dở dở như này này, rồi chỉ hai ba cúc vẫn để mở ra như này thì nhìn nó sẽ thoáng. Nếu mà thời tiết nóng mình không cần phải cài mà mình phanh ra cũng rất là đẹp đúng không ạ? Cho nên cái áo bomber này mình thấy rất là đẹp và dễ mặc. Đấy, đẹp quá.